Dạ, chào chủ tịch. Cô chính là người phá hoại lệnh đính hôn của tôi đúng không? Anh có bằng chứng gì mà đổ tội cho em chứ? Tôi đang muốn giữ thể diện cho cô. Cô hãy thành tâm mà nhận tội đi. Còn nếu muốn bằng chứng hả? Dễ mà. Tôi sẽ mời mẹ của Thanh Vân xuống đây. Tới khi đó cô đừng trách tại sao tôi lại càng tào ráo má như cô nha. Phải, chính là em làm đó. Anh muốn trừng phạt em như thế nào thì anh cứ làm đi. Anh đánh em đi, anh cấu xé em đi, anh phanh thây em đi, cho anh hả dạ. Thiên Kim mà, tại sao cô lại làm mấy chuyện điên khùng vậy hả? Cô làm như vậy để được cái gì? Sao lại không được? Em đã ngăn được lễ đính hôn của anh rồi đó. Sao cô khờ quá vậy? Cho dù lễ đính hôn bị hủy bỏ, nhưng tôi và Thanh Vân cũng đã chính thức đính hôn với nhau rồi. Cô có hiểu không? Không. Anh Đăng Duy, anh không thể nào cưới cô ta làm vợ được đâu. Cô ta không có xứng với anh. Cô ta không có xứng với anh đâu. Thiên Kim mà, ai xứng với tôi là do tôi quyết định. Cưới ai làm vợ là quyền của tôi. Cô làm ơn đi, làm ơn đi. Tôi lại cô cũng được. Đừng bao giờ xen vào chuyện cá nhân của tôi được không? Nhưng mà em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh mà. Em yêu anh từ lâu lắm rồi. Em đã chờ đợi, đã hy vọng bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng. Anh không thể nào đối xử với em như vậy được. Anh không thể. Anh không thể. Trời ơi, Thiên Kim ơi, cô là người thông minh. Sao cái chuyện này tôi nói hoài mà cô không chịu hiểu vậy hả? Tôi chưa từng cho cô hy vọng, cũng không có kêu cô phải đợi chờ tôi. Sao cô lại bắt tôi phải chịu trách nhiệm với cô chứ? Anh nói dối. Em biết anh đang nói dối. Em biết trong lòng của anh luôn có em mà, đúng không? Thiên Kim à, cô bệnh nặng lắm rồi. Đi gặp bác sĩ tâm lý khám ngay đi. Nếu mà Thanh Vân không cảm, tôi đã đuổi việc cô rồi, cô có biết không hả? Thanh Vân cản không cho anh đuổi việc em sao? Cô ta muốn em ngày ngày chứng kiến anh hạnh phúc với cô ta đúng không? Được lắm, được lắm. Em nhất định sẽ cảm ơn cô ta bằng một món quà đích đáng. Anh chờ đó mà coi. Cô điên thiệt rồi, điên thiệt rồi.